Ngoài các tiến sĩ có công trình đề án đáp ứng nhu cầu của thủ đô, nhân tài mà Hà Nội hướng đến còn là các thủ khoa đại học xuất sắc, các bác sĩ nội trú, bác sĩ dược sĩ chuyên khoa cấp 2 và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác. Họ sẽ được tiếp nhận hoặc xét đặc cách không qua thi tuyển, hưởng lương gấp 20 lần mức lương tối thiểu, được ưu tiên cử đi đào tạo sau đại học trong nước hoặc nước ngoài, được cung cấp thông tin và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, được hỗ trợ phương tiện đi lại làm việc. Tuy nhiên, họ sẽ phải cam kết làm việc tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội ít nhất là 7 năm. Nếu được Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua, quy định này sẽ có hiệu lực ngay trong tháng 7. Trước Hà Nội, Đà Nẵng được xem là địa phương đầu tiên có chế độ ưu đãi nhân tài khi hỗ trợ 15 triệu đồng, trợ cấp hàng tháng 1,5 triệu đồng, thuê nhà chung cư giá rẻ và có cơ hội thăng tiến khi làm việc tại đây. Tính đến tháng 4 năm 2013, Đà Nẵng đã thu hút được hơn 1.000 công chức chất lượng cao về làm việc sau 15 năm thực hiện chính sách này.